Đây là một ngôi chùa đã có từ thời Lý cách đây cả nghìn năm và ngôi chùa này đã được lọt vào top 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Chùa Trấn Quốc ban đầu có tên là chùa Khai Quốc, xây dựng vào năm 541 thuộc thời Tiền Lý. Lúc đó thì chùa nằm gần bờ sông Hồng, bởi vậy nên là khi mà đê sạt lở vào năm 1615, đời vua Lê Trung Hưng thì chùa đã được di dời vào phía trong của đê Yên Phụ, khu gò đất của Kim Ngưu. Sau đó thì trong thế kỷ 17, chúa Trịnh cho đắp đê Cố Ngự, nay là đường Thanh Niên, để nối với đảo Kim Ngưu. Và chùa được đổi tên thành chùa Trấn Quốc vào đời vua Lê Hy Tông năm 1681 đến 1705, với ý nghĩa mong muốn nơi đây sẽ giúp dân xua đi thiên tai, đem lại cuộc sống bình yên cho toàn dân. Và cái tên đó được sử dụng cho tới tận ngày nay. Chùa Trấn Quốc là ngôi chùa theo hệ phái Bắc Tông, bên trong thờ điện Phật của Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà và Phật Bà Quan Âm. Bên cạnh đó, chùa còn có ban thờ cả Chu Thương, Quan Vũ, Quan Bình và Đức Ông và các thị giả. Cái chỗ thờ Chu Thương hay là Quan Vũ này thì không được chắc chắn cho lắm các bác nhá. Bởi vì hôm nay em vào bên trong thì chùa tắt điện tối quá, không nhìn được cái gì cả. Và chùa Trấn Quốc là ngôi chùa cổ ở Việt Nam, nằm ở đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, có tuổi đời lên đến 1.500 năm. Bên trong chùa thì có bảo tháp Lục Độ Đài Sen, được xây dựng vào năm 1998. Bên trong bảo tháp thờ tượng Phật A-di-đà được làm bằng đá quý. Ngoài ra trong tháp còn có khoảng 66 pho tượng khác. Bên trên tòa tháp còn được đúc một tòa sen 9 tầng gọi là cửu phẩm liên hoa, được làm bằng đá quý sáng lấp lánh tựa như là một bông sen đang nở rộ và tỏa hương ngắt. Bên trong chùa còn có một cây bồ đề được chiết ra từ cây đại bồ đề đạo tràng, nơi mà Đức Phật Thích Ca ngồi hành đạo cách đây hơn 25 thế kỷ. Và có lời tương truyền rằng cây bồ đề này mọc ra từ một nhánh lấy từ cây chính ở Bốc Haya bên Ấn Độ, và nơi mà Đức Phật đã ngồi tu và đạt được giác ngộ. Và chính cây bồ đề này thì được Tổng thống Ấn Độ đã trao tặng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và được trồng ở tại nơi đây. Và các bác nếu như đến Hà Nội thì nhất định một lần phải đến ngôi chùa cổ này để chiêm ngưỡng nha.